tháng 4 năm 2019 đã có một vụ đàn chó cắn chết bé trai 7 tuổi ở Hưng Yên. Cùng thời điểm đó ở Hà Tĩnh, một chú chó lao ra tấn công làm 5 người bị thương. Tháng 4 năm 2020, một chú chó 3 tháng tuổi cắn chết chồng và cháu của chủ chó. Ngày 16 tháng 6 năm 2020, một chú trâu điên xông vào người nhà người dân tấn công làm một người phụ nữ tử vong. Và còn hàng loạt những vụ việc tương tự như vậy, không thể ngờ các bạn ạ. Nhiều người vẫn lầm tưởng rằng việc thả rong thú nuôi của mình ra bên ngoài, ví dụ như chó, mèo, gà, vịt, thậm chí là trâu bò, đều sẽ không bị gì cả. Nhưng mà các bạn đã lầm rồi, bởi vì nếu như có một cái thiệt hại nào đó gây ra, chắc chắn bạn là người đầu tiên phải chịu trách nhiệm về việc này. Các bạn có thể bị phạt vi phạm hành chính và thậm chí là các bạn có thể bị phạt tù nữa nếu như các bạn không biết những điều sau đây. Trong video này tôi sẽ chỉ cho các bạn những lỗi sai mà các bạn gặp phải khi thả rong thú nuôi ở một nơi nào đó. Tự tiện thả rong vật nuôi trong thành phố, thị xã, nơi công cộng sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100 đồng đến 300 nghìn đồng. 2. Nếu vật nuôi của bạn sau khi thả rong mà gây thiệt hại tài sản cho người khác, ngoài việc bồi thường thiệt hại do súc vật gây ra, thì bạn còn phải chịu phạt vi phạm hành chính từ 500 nghìn đồng đến 1 triệu đồng. 3. Nếu bạn nuôi chó thì phải đeo mõm chó, xích giữ chó và phải có người dắt chó đi ra ngoài ở những nơi công cộng. Nếu vi phạm thì bị phạt tiền từ 1 đến 2 triệu đồng. 4. Nếu bạn không tiêm phòng bệnh dạy cho chó mèo thì cũng sẽ bị phạt từ 1 đến 2 triệu đồng. 5. Nếu bạn thả rong vật nuôi dẫn đến hậu quả gây chết người thì bạn sẽ bị truy tố về tội vô ý làm chết người theo điều 128 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi bổ sung năm 2017 với mức phạt và cải tạo không giam giữ lên đến 3 năm hoặc bị phạt tù từ 1 đến 5 năm. Phạm tội làm chết 2 người trở lên thì bị phạt tù từ 3 đến 10 năm. 6. Nếu cố ý không đeo rọ mõm cho chó mà dẫn đến hậu quả gây thương tích hoặc dẫn đến chết người, có khả năng bạn sẽ bị truy tố về tội vi phạm quy định về an toàn ở những nơi đông người với mức hình phạt cao nhất là đến 12 năm tù. Bản thân tôi cũng là một người rất là yêu động vật, đặc biệt là tôi rất là thích chó. Tuy nhiên vì sự an toàn của bản thân mình và của những người khác thì chúng ta cần phải có những biện pháp thích hợp. Suy cho cùng thì những loài động vật như chó, mèo, gà, vịt hay là trâu thì nó đều không có ý thức, mà con người của chúng ta mới là những người có nhận thức được. Vì vậy hãy có những biện pháp thích hợp, tuân thủ theo quy định của pháp luật để bảo đảm được sự an toàn cho những người xung quanh và bản thân mình. Thông qua video này, Phúc hy vọng là các bạn sẽ có thêm những cái biện pháp thích hợp để có thể trông giữ vật nuôi của mình theo đúng quy định của pháp luật. Nếu các bạn có bất kỳ thắc mắc gì, các bạn có thể comment bên dưới, chúng ta sẽ cùng trao đổi. Và đừng quên, nếu thấy video này hay và hữu ích, hãy giúp Phúc like và chia sẻ để lan tỏa những giá trị đẹp. Tôi là Phúc, tôi sẽ giúp mọi người hiểu biết hơn về pháp luật.